chào cả nhà. Đây là ly trà sữa nghệ Lan mới làm xong đây. Hello, Lan chào cả nhà. Hôm nay Lan chia sẻ cách làm trà nghệ nha bà con. Mời bà con làm trà nghệ uống với Lan. Đây Lan có mua hộp trà nghệ đây, hình như cái hộp này là 8 đồng mấy đó bà con. 8 đồng mấy thì Lan cũng quên là trong này nó có 22 gói nha. Rồi thôi bây giờ mời bà con làm trà nghệ với Lan nha. Mời cả nhà. Cái này thường thường Lan làm hai gói á, nghệ nó mới đậm nha bà con. Một gói nghệ nó không có đậm đà. Nói chung cái nghệ này mình uống là khác hơn là cái nghệ mà mình nấu đồ ăn nha, nó không có giống nha. Cái này nó nghệ với nó có cái này là kêu bằng tai vị đó bà con. Để nước sôi vô. Để đây cho nó ra cái chất nghệ nha. Lan vớt hai cái gói này ra nha. Bữa nay Lan làm sữa bò nha bà con, không có làm sữa tươi nha. Lan để vô hai muỗng sữa bò. Nói chung cái độ ngọt thì tùy theo sở thích mình đi nha bà con. Mình uống ngọt nhiều ngọt ít thì tùy theo mình đi nha. Lan quậy lên. Còn chị em nào mà muốn nó có bọt được lên trên á thì mình quay sữa rồi mình mới đánh thôi nha, quay sữa tươi á. Còn này Lan đang làm sữa bò nha. Rồi được rồi nha, đây có ly trà nghệ rồi đây. Đây, Lan đã làm xong ly trà nghệ nha. Hello, chào cả nhà. Lan đã làm xong ly trà nghệ nha bà con. Đây là ly trà nghệ của Lan đây. Rồi mời cả nhà. Con đây là thằng Michael, trai Lan nha, nó làm phát tờ cho con nó với nó ăn đây. Rồi nó để một dĩa cho Lan nè. Lan mời cả nhà ăn với Lan nha. Cái này là Super Candy. Mời cả nhà. Lan mời cả nhà nha. Wow, Faster Super Candy là của Michael làm nè. Mì Ý Michael làm. Còn cái này Lan mới làm. Mời cả nhà trà nghệ nha. Lan mời cả nhà uống thử miếng nha. Wow, ngon lắm bà con. Cái mì Ý này Lan để chút xíu ớt vô nha, Lan ăn nha. Ủa thằng này lâu đâu ta. Cái này ớt của Mexico mà nó có chanh chóng á, Lan để vô miếng nha. Để bên thôi. Lan lấy ra miếng cho thằng mai lồ nha bà con. Để hồi nó lại nó ăn cái mình trộn lên cái nó cay á, tội nghiệp nó. Nói chứ không nuôi thôi, nuôi giống như không có nuôi, không có chịu sinh chó về nuôi thôi, chứ nuôi thương lắm mà con là giống như một phần tử trong gia đình vậy đó. Đó đó, đây. Để nó đây. Chừng nào nó đói bụng mình cho nó ăn. Bây giờ Lan ăn, Lan mời cả nhà nha. Để chi ít thôi, chi nhiều quá ăn mập. Đó, ăn thử cái nó sao đây, cái thằng trai mình nó làm nè, Michael. Mời cả nhà. Để miếng giống như nó làm hơi chua chua lạt lạt thôi, để tương ớt vô nữa ngon lắm bà con. Này nó làm với thịt xay nha. Lan thì Lan thích ăn ớt này. Cái ớt chưa kia chua quá à. Để miếng ớt này vô. Thôi Lan mời cả nhà. Nó làm một chảo hết biết rồi. Nó ăn còn mấy dĩa mà. Tại học ở đây hình như mấy đứa nít đi học ở trong trường ta có dạy nấu ăn, mà con nên đứa nào cũng không biết nấu nhiều chứ cũng biết nấu một số ít á. Nói gì chứ ăn dư chưa đâu mà chưa 1 giờ trưa, 4 giờ chiều bà con ơi. Tưởng ăn trưa ai nghe dọn đồng hồ là 4 giờ chiều rồi. Ở đây đây là quay được củi hết một ngày nhanh lắm bà con, thời gian chạy nhanh lắm. Hết dĩa là bà con hay không? Rồi Lan mời cả nhà.
muốn mà nó có bọt đồ lên, mình cái lấy cái đồ mà đánh trứng á, mình đánh đó. Mà thường thường ở tiệm nó có cái máy nhỏ, cầm nhỏ nhỏ vậy nè, nó đánh sữa, sữa nó sẽ bung lên, bong lên. Mình làm cái này thì đẹp hơn, nó sẽ có bọt đó bà con. Thì ở nhà uống thì Lan làm bình thường thôi, thơm ngon lắm. Chị em nào nãy Lan có để gói trà đó, chị em nào có uống muốn uống thử á. Đi lợi khâu á, lâu lâu Lan ưa cái vụ cái bệnh mà mua đồ sale cũng nặng lắm. Thường thường á, nó 8 đồng mấy lần, gần 9 đồng lần, mà ta sale có 4 đồng mấy là mình mua. Mà hình như mấy cái thứ này thì ít ít thấy sale lắm, lâu lâu nó mới có sale. Thì Lan cũng thích thích đi vụ mua đồ sale, không phải thích đâu, rẻ quá mà phân nửa giá mà ngu gì không mua. Nên ưa chạy đi mua đồ sale lắm. Ngon lắm bà con, làm uống thử đi, uống cái này tốt cho bao tử mình nè, nghệ á. Uống hết ly này chắc lên mấy trăm gram quá, mập lên á. Nếu mấy chị em nào uống sữa sữa tươi cũng được nha, tại Lan lâu lâu Lan thèm uống sữa bò, uống sữa bò cho nó ngon. Sữa bò thì ngọt, nó thơm hơn sữa tươi, nó ngon hơn sữa tươi. Ngon lắm, chị em nào muốn uống làm thử uống đi nha. Lợi khâu á, lợi khâu mua khâu, như không biết Subway có cái gói này không ta, mà Lan mua cái này là ở khâu nè, một bịch đó hình như 22 gói mà 8 đồng mấy 9 đồng vậy đó. Thôi Lan chia sẻ tới đây, Lan xin kết thúc phim. Lan cảm ơn bà con bỏ thời giờ coi video của Lan, thành thật cảm ơn. Lan muốn chúc bà con cuối tuần vui vẻ. Lan xin chào cả nhà, hẹn bà con lại clip sau. Bye bye bà con, bye bye.